Nếu các bạn đang có nhu cầu mua tài liệu ôn thi để cương ôn thi với kiến thức chọn lọc thì hãy liên hệ ngay Facebook Nguyễn Phương Nam hoặc hotline 0369098202. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi giải quyết một cái dạng bài tập. Đây mình gọi đây là phương pháp điện thế các nút nhá. Hôm nay sẽ đi làm dạng bài tập phương pháp điện thế các nút. Ok. À, anh em nào cần mua tài liệu ôn thi môn này có thể liên hệ mình nhé. Rồi. Thì phương pháp điện thế các nút thì mình đọc cái tên phương pháp ấy thì mình đã hiểu sơ sơ là phương pháp này nó sẽ liên quan đến điện thế này. Mình sẽ sử dụng điện thế này đấy. Và tại nút. Hiểu không các bạn? Rồi thì trước khi đi vào những cái ví dụ ấy thì các bạn chép cho mình lý thuyết sau nhé. Chép cho mình lý thuyết sau. Các bạn cùng bắt đầu chép với mình nhé. Mạch có N nút. Đó. Thì ta sẽ có là N-1 phương trình Kirchhoff 1. Đúng không? N-1 phương trình Kirchhoff 1 được chưa? Tiếp đến là ta sẽ chọn một cái nút làm chuẩn. Đó. Chọn một nút làm chuẩn. Chọn một nút làm chuẩn ha. Có điện thế bằng 0. Tức là ta chọn một cái nút làm chuẩn thôi. Ta một chọn một cái nút làm chuẩn thôi thì ta sẽ coi như cái điện thế tại nút đó bằng 0. Được chưa các bạn? Rồi. À. Bước 1. Bước 1. Bước 1 là ta xét vế trái của cái hệ phương trình. Xét vế trái của cái hệ phương trình ha. Thì cái phương trình Kirchhoff ấy thì nó sẽ có vế trái và vế phải đúng không? Thì bây giờ ta xét vế trái trước ha, xét vế trái. À, thì các bạn chép cho mình này. Viết phương trình cho nút đang xét nào? Viết phương trình cho cái nút đang xét nào, được chưa? Thì điện thế nút đó mang dấu dương. Thì điện thế là ký hiệu như này nhá, phi có dấu chấm ở trên đầu này. Đó. Thì điện thế nút đó mang dấu dương. Nút đó mang dấu dương và được nhân và được nhân với tổng tổng IK các bạn này, tổng IK với k chạy từ 1, i1 cộng i2 cộng i3 vân vân. Hiểu không? Giữa nút đó với giữa nút cái nút đó giữa nút đó với các nhánh thì cái tổng IK này các bạn này, tổng IK này được gọi là tổng các tổng các gọi là các tổng dẫn ấy. IK là gọi là tổng dẫn. Được chưa? Giữa nút đó với các nhánh các nhánh nối với cái nút đó các bạn. Rồi. Điện thế nút khác mang dấu âm. Điện thế nút khác mang dấu âm.
Điện thế nút khác bằng dấu âm và được nhân với tổng. Và được nhân với các tổng, tổng của các tổng dẫn với k chạy từ 1 đi. Giữa nút đó với cái nút đang xét, giữa cái nút mà mang điện thế âm này với cái nút mình đang xét, giữa nút đó với cái nút đang xét được chưa? Rồi, bước 2. À, xong bước 1. Bước 2. Xét vế phải. Ta xét vế phải hệ phương trình. Các bạn ghi này. Tổng đại số. Được chưa? Của g chấm k với e chấm k nhân với y k, được chưa? Cái này là số cộng này. À, nếu mà e chấm k hoặc g chấm k hướng vào nút, hướng vào nút, được chưa? Dấu trừ này, nếu mà cái thằng này là hướng ra nút, hướng là cái chiều mũi tên nữa ha, hướng ra nút tại cái nút đang xét, tức là vế phải xét tại nút nào thì vế trái là bên trên nhá, còn vế phải là tổng đại số tại cái nút đang xét. Rồi, ok. Thì thường ấy, tiếp đến là cái này là khi là mình đã tìm ra được những cái thằng bên trên, thì bên dưới đề nó sẽ hỏi mình đi tính dòng điện. Tính dòng điện. Tính dòng điện chạy trong các nhánh. À, dòng điện trong các nhánh. Ok. Giả dụ nhá. Giả dụ mình tính dòng điện trong nhánh chạy từ nút A đến nút B, được chưa? Thì nó sẽ bằng là cộng trừ E chấm AB sức điện động cộng trừ U chấm AB chia cho Z. Z là các tổng trở, U chấm AB là điện áp. Rồi, với U chấm AB à, bằng điện thế tại nút A trừ điện thế tại nút B, được chưa? Rồi, còn E chấm AB hoặc U chấm AB cùng phương cùng chiều với cái thằng Y này chấm AB thì mang là lấy, mình lấy cái dấu cộng. Còn cái thằng này mà cùng phương hoặc là ngược chiều với y chấm AB thì ta mang dấu trừ nhá. Đây này, cộng trừ này, cộng hoặc trừ, cộng hoặc trừ. Xong. Rồi, lý thuyết chỉ có thế thôi, các bạn chép cho mình nhá. Rồi sau đây mình sẽ đi vào ví dụ. Ok, ví dụ các bạn vẽ hình cho mình nhé.
Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm ví dụ này, được chưa? Làm ví dụ này. Việc đầu tiên nhá. Xác định cho mình mạch này có bao nhiêu nút, được chưa? À, thì bây giờ phải đọc lại khái niệm nút, được chưa? Nút là giao điểm của từ ba nhánh trở lên, đúng không? Thì đây là một nút này. Giao điểm từ ba nhánh, đây là giao điểm của bốn nhánh này các bạn này. Một nhánh này, hai nhánh này, ba nhánh này, bốn nhánh này, được chưa? Rồi tiếp tục đây là một nút nữa nè. Đúng không? Đây cũng là một nút nữa nè. Được chưa nhỉ? Thì mình đặt tên đi. Đây là nút A này, nút B này, nút C này. Rồi. Sau khi đã xác định được các nút rồi thì bây giờ ta sẽ chọn một nút làm chuẩn ta và điện thế tại nút đó bằng 0. Được chưa? Rồi. Bây giờ đếm đi, một nút, hai nút, ba nút. À, có 3 nút thì ta phải viết là 3 trừ 1 bằng 2. Phương trình Kiosk 1 đúng không? Đây. Thì bây giờ ta viết hai phương trình Kiosk 1 thôi. Viết hai phương trình, một hệ gồm có hai phương trình nhá. Bước 1 này, xét về trái này, được chưa? Xét về trái. Đấy. Đọc kỹ lý thuyết cho mình. Đây lý thuyết đây. Rồi mới làm được bài tập nhá. Rồi bây giờ ta xét đi, xét nút A. Nút A đi. À, xin nút A. Ok, xin nút A. Thì một hệ phương trình đây thì gồm có hai phương trình. Đây là mình có một hệ đây. Đấy. Xét nút A. À. Viết phương trình cho nút nào thì điện thế tại nút đó bằng 0, thì viết cho phương trình nút A thì điện thế tại à nhầm. Viết phương trình cho nút nào thì điện thế tại nút đó mang dấu dương. Mình nhầm ấy, xoay các bạn nhá. Thì viết phương trình cho nút A thì điện thế là phi chấm A mang dấu dương thì mình sẽ cộng, thì mình sẽ không viết dấu cộng nữa nhá. Mình bỏ đi, con mình không viết coi như là dương nhá. Rồi nhân với tổng các tổng dẫn giữa các nhánh nối với nút đó, thì đây có một nhánh này, hai nhánh này, ba nhánh này, bốn nhánh này, nối với cái nút này đúng không? Thì nhân với I1, I2, I4, I3. Được chưa? Ồ, mình nghĩ viết ở đây sẽ hơi chặt nên mình sẽ chuyển xuống bên dưới này nhá. Mình chuyển xuống bên dưới này nhá. Viết cho nó thoải mái nhá. Rồi, viết lại này. Phi chấm A nhân I1 cộng I2 cộng I3 cộng với I4 được. Được chưa? Xét nút A. Các nút còn lại thì điện thế mang dấu âm. Thì có nghĩa là còn nút B này. Điện thế còn lại mang âm và được nhân với tổng các dẫn là tổng tổng dẫn giữa nút đó với nút đang xét. À thì nhân với nút đó với nút đang xét, nó có một cái nhánh này đúng không? Thì nhân vị I4 thôi. Rồi tiếp giữa nút đó với nút xét nó còn một cái thằng nhánh này nữa này, thì phải nhân cộng với thêm nữa là I3, được chưa? I4 cộng I3, được chưa? Rồi tại C này thì phi chấm C bằng 0 rồi, thì mình sẽ không viết nữa, được chưa? Bằng. Rồi về trái đã xong, về trái đã xong rồi nhá. Về phải đây bằng tổng đại số của thằng này, được chưa? Đây thì ta đang xét tại cái nút A đúng không, thì nhân đây E1 hướng vào này, nút thì sẽ mang dấu dương. E1 nhân I1, được chưa? Mang dấu dương. Rồi
E2 hướng ra nút đúng không? E2 hướng ra nút thì sẽ mang là dấu âm. Tại lúc này thì không có thằng G nào hướng vào nên mình sẽ không viết nữa. Đến đây là ok hết. Rồi bây giờ ta sẽ set lại nút B. Set nút B. Bên trên là nút A. Các bạn kiểm tra các bạn không viết cái này vào nhá. Mình hướng dẫn các bạn chi tiết nên mình sẽ viết cho các bạn dễ hiểu thôi, được chưa? Set lại nút B đây. Thì các tổng dẫn giữa cái nhánh nối với cái nút đó. Nhánh này nối này, nhánh này này, nhánh này này, nhánh này này, được chưa? Nhân với i3, i4, i5, i6. i3, i4, i5, i6, được chưa nhỉ? Ok. Rồi, nối rồi. Thì các nút còn lại điện thế mang dấu âm thì sẽ là dấu trừ. Đây nút còn lại nhân còn nút A này nhân với các nút còn lại. Đây. Điện thế các nút khác bằng dấu âm mà được nhân với tổng IK giữa nút đó với nút đang xét. Giữa nút đó với nút đang xét. Giữa nút đó với cái nút đang xét tại nút B thì có I3 và I4. Thế này thôi. Được chưa? Bằng cái gì các bạn nhỉ? À, tại nút B thì sẽ có thằng nào đi vào? À, có thằng E6 này hướng vào thì E6 mang dấu dương nhân với I6. Được chưa? E6 nhân với I6 hướng vào. Rồi. À, ở đây là do có cái thằng nguồn dòng G hướng vào thì sẽ phải cộng với G. Còn nếu mà mũi tên này này nó hướng đi ra như này thì sẽ phải là trừ G nhá. Rồi thì ở những cái bài tập cụ thể thì mình sẽ tìm được phi chấm A bằng hỏi chấm và phi chấm B bằng hỏi chấm. Rồi. Từ đó sẽ gọi phi A này, phi B này, phi C bằng 0 rồi. Thì ta sẽ đi tính dòng điện trên các nhánh được chưa? Thì bây giờ để tính dòng điện các nhánh thì các bạn lấy một cái bút các bạn ký hiệu chiều của các dòng. Cho chiều tùy chọn. Ưu tiên là chiều hướng vào các nút các bạn ạ. Đấy, đây là i.1 này. Được chưa? i.2 này. Đấy. i.3 này. i.4 này. i.5 này. i.6 này. Các bạn chiều vòng điện các bạn tùy chọn nhá. Không không bắt buộc phải đi giống mình đâu các bạn. Làm ra cách khác cũng được. Được chưa? Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cách đi tính này. Các bạn để ý cái bước này. Nếu vào video mình nói nhanh thì các bạn để chế độ quay chế độ xem chậm thôi. Các bạn nghe cho rõ cho được kỹ hơn nhé. Rồi ví dụ bây giờ ta set y.1 đi các bạn nhé. Y.1. Y.1. Đây, y1 đây. Thì nó nhánh nó đi từ đây đúng không các bạn? Nhánh đi từ đây này, đấy đến đây đúng không? Đi đây đến đây, thấy chưa? Thì do e.1 này chiều mũi tên này cùng chiều với y.1 lên e.1 sẽ mang dấu dương, có thể là viết dấu cộng ở đây này. Đấy, được chưa? Bây giờ mình sẽ cộng cộng hay là trừ. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây nhánh này đúng không? Bây giờ mình đang xét cái nhánh này, bây giờ mình tô đỏ nhá, nhánh này. Đấy. Nhánh này này, được chưa? Thì điện thế điện áp có nghĩa là điện áp cái thằng U.AC ấy. U.A này, C này. Có chiều hướng như này này, đấy. Hay là U.AC, được chưa? Thì do chiều thằng này U.AC hướng xuống và chiều Y.1 hướng lên, đúng không? Lên thằng U.AC này sẽ mang là dấu trừ. Hiểu không? Chia cho tổng trở Z1. Đây nhá, đọc lại lý thuyết này. Đây. Cộng trừ E này, cộng trừ U này. U thì sẽ bằng phi này trừ này. Đấy,
e.a hoặc u e.ab hoặc u.b cùng phương cùng chiều y này, nếu thì ghi là dấu cộng này, cùng phương ngược chiều thì ghi dấu trừ này. Đó thì đây là u.ac chiều hướng xuống, còn cái thằng này là chiều hướng lên, y.1 này hướng lên nên ngược chiều, nên u.ac là mang dấu âm. Viết tường minh ra thì sẽ bằng là e.1 dấu cộng trừ u.ac thì sẽ bằng là phi.a đúng không? Phi.a trừ phi.c, nhưng do phi.c bằng 0 rồi nên mình sẽ không viết tiếp. Mình chỉ viết đến đây thôi, được chưa? Tiếp này. Y.2 nhá, y.2 này. Rồi, y.2 ngược với thằng e.2 sẽ là, nên e.2 là sẽ mang dấu trừ, được chưa? Ok. Trừ phi chấm a chia cho z2, bởi vì là cái thằng này hướng lên này, y.2 hướng lên mà cái u.ac hướng xuống, nên chỗ này sẽ điện thế tại nút A này mang dấu âm. Ok, tiếp tục y3 y4. Y.3 đây, y.3 đây đúng không? Y.3 đây. Thì bây giờ nhá, mình sẽ xét điện thế tại u.av. Đây là u.ac nhưng còn đây là u.ab, A này, B này, thì u.ab hướng từ A đến B, hiểu không? Thì do y.3 cùng phương cùng chiều với u.ab. Đây. Nó đi như này đây. Đấy. Cùng, được chưa? Lên y.3 thì sẽ bằng là phi.a trừ phi.b. Đúng không? Ngoài là dấu cộng này. Chia cho z3. Bởi vì là cái cụm này này nó chính là bằng u.ab đấy, mình viết luôn đó, hiểu không? Thì u.ab thì mang dấu cộng bởi vì cộng u.ab đúng không? Bởi vì là cộng u.ab cùng chiều với y.3 nên sẽ mang dấu cộng. Mà u.ab thì sẽ bằng phi.a trừ phi.b. Ok, chia cho tổng chó của dòng đi qua Z3. Rồi mình sẽ đi tìm y.4. Y.4 đây, ok. Thì cũng y chiều cùng chiều với u.ab đúng không? Nên nó sẽ bằng là phi.a trừ phi.b chia cho z4. Được chưa? Rồi, y.5 này. Y.5, y.5 đây đúng không? Nó đi từ đây đến đây đúng không? Đây đến đây này. Đấy. Đến đây đây. Thì bây giờ mình sẽ xét cái chiều đây đi. Đây mình gọi đây là u.bc này. Đấy, có chiều hướng này, được chưa? Thì y.5 nhá. Thì sẽ bằng không có e đúng không? Thì sẽ e sẽ bằng 0. Rồi. Thì sẽ bằng là u.bc z5 đúng không? Bằng phi.b chia cho z5, bởi vì là phi.c thằng này bằng 0 rồi. Được chưa? Phi.c bằng 0 rồi thì còn thì gạch đi. Thì còn là phi.b thôi. Chia cho z5. Được chưa? Tiếp y.6. Y.6 đây. Chiều mũi lên này, ngược chiều với u.bc rồi, đúng không? À đây cùng chiều với e.6 đây. Thì e.6 sẽ mang dấu dương. Được chưa? Trừ u.bc. Chia cho z6, được chưa? Bằng e.6 này trừ phi.b chia cho z6. Thì viết tường minh ra nó sẽ là như thế. Hiểu không các bạn? Ok. Để mình kiếm xem còn ví dụ nào không hướng dẫn các bạn. Rồi ok.
Tạm thời ví dụ này thế đã nhá. Rồi ví dụ tiếp theo thì mình sẽ quay trong video khác, thì video này mình đấy các bạn xem lại, xem kỹ cho mình cái dạng này là được. Đấy xem mình đã quay rất là kỹ rồi các bạn. Có thể nếu mà thấy nhanh thì các bạn có thể là để chế độ xem chậm thôi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.